Bữa mà Tết cô về cái mùng 3 cô còn bệnh, cái cô mới nói về, cô nói chàng ơi mùng 6 đi mà mùng 3 còn bệnh kiểu này đây rồi không biết làm sao mà nội. Cái nó nói với cô á, nội nội thấy cực quá, nội đừng mần nữa, nội nội thấy cực, nội đừng mần nữa, được một cái con đau lắm con, nỗi đau này với cô vô tận lắm con ơi, rất là vô tận lắm luôn á. Thà là nó sống đi, cô đi làm cô nuôi, chừng nào cô chết thì thôi nhé, cô chết thì thôi, cô hết nuôi mà bây giờ vậy nó đau lắm luôn, là đau con ơi, là con, các con ơi. Dạ bốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên của bốn nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành. Hiện tại bốn đang ở Vĩnh Long cả nha. Tại đây có một cái sự việc vừa mới xảy ra hồi chiều hôm qua lúc khoảng 5 giờ chiều đó cả nha. Một sự việc hết sức đau lòng luôn. Có hai em nhỏ thì chắc là đi tắm xong đó cả nha, mà bị xuống dưới đây xong rồi bị đuối đó cả nha. Rồi hiện tại thì hai bé đã mất luôn. Thì như hồi nãy người dân chia sẻ thì có thấy hai đôi dép ở đây và hai đôi dép ở trên bờ này nữa, và còn một cái quần đỏ này là cũng của một trong hai bé đó cả nhà. Còn đôi dép đó thì cũng có chỉ ở đây nhưng mà vốn không biết đôi dép nào ở đâu, chưa thấy đó, người dân có chỉ vậy cả nhà. Thì đây nè còn đôi dép đây nè cả nhà, đây nè đó, còn đôi dép đây luôn cả nhà đó. Thì cái sự việc nó như thế nào thì muốn mời cả nhà cùng với bốn đi vào trong để hỏi thăm tìm hiểu ha. Hiện tại bây giờ là khoảng 12 rưỡi trưa rồi cả nhà, nước nó rất là thấp, nhưng mà theo người dân nói thì lúc 5 giờ chiều hôm qua thì nước nó rất là cao, khoảng cao hơn, cao gần tới cổ của người lớn á cả nhà. Bây giờ bốn sẽ vô nhà để hỏi thăm ha. Dạ con chào chú. Dạ chú là ở bên trại hòm hả chú? Đúng rồi, quản lý cho trại hòm 10 tỉnh. 10 tỉnh ạ. Dạ. Con nghe nói là hình như ở bên mình là hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về cái trại hòm này phải không chú? À đúng rồi, ví dụ gia đình khó khăn, bên công an người ta có điện thoại cho hay. Dạ. Ở đây hỗ trợ là 100% hết, vừa tận liệm đạo tỳ kiên đi chôn rồi luôn. Và lo hết từ A tới Z hết. Là toàn bộ buổi lễ luôn miễn đó. Phí luôn. Đúng rồi. Dạ, vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà cái trại hòm mình là ở đâu vậy chú? Đường Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long. À, ở thành phố Vĩnh Long. 10 tỉnh. Dạ. Thì mình là mình biết được cái hoàn cảnh này thông qua là chính quyền địa phương hả chú ha? Đúng rồi. Dạ, chính quyền địa phương họ liên hệ thì mình sẽ hỗ trợ. Đúng rồi. Dạ. Chính quyền địa phương liên hệ thì tôi đều quản lý, thì tôi có nói với chính quyền địa phương rõ ràng là ví dụ gia đình khó khăn thì ở đây sẽ tài trợ hết chi phí hết, dạ. Là hỗ trợ cho gia đình toàn bộ, không có lấy một đồng nào hết. Dạ. Còn cái sự việc mà xảy ra ở của cái gia đình này như thế nào chú có biết được không? Thì cũng nghe lại khá sơ là nó hai cháu xuống dưới em má này là tắm hay gì đó rồi chợt chân, rồi thì thằng trai thì vớt ở đâu khúc này giữa sông. Dạ. Còn nếu bé gái thì trôi vô khúc đó. Là một bé trai một bé gái. Đúng rồi. Là tầm khoảng bao nhiêu tuổi rồi chú? Bé trai thì 9 tuổi, còn bé gái thì 8 tuổi. Ồ, cũng còn nhỏ quá mà. Mới khoảng lớp 3, lớp 4 rồi thôi. À, đúng rồi. Nhỏ quá mà. Gia đình thì như thế nào chú? Gia đình thì nói chung cha mẹ đứa bé gái á, thì đi đi biển, đi làm ngoài biển. Dạ. Cũng chưa có về được, ngày mai mới về tới được. Ủa trời ơi. Còn gia đình của thằng bé trai ấy, thì hai vợ chồng coi như là cũng ly dị rồi. Yeah. chồng của bé trai thì ở tù. Oh. Rồi vợ thì lấy chồng khác. Yeah. bỏ chứ đi luôn, không biết là ở đâu. Trời đất ơi. Dạ vậy thôi con cảm ơn chú ha, chú cứ nghe điện thoại. Hồi tôi thấy anh ba chạy sóc sóc đi là còn có cái áo à. Đúng rồi, tại vì cái quần này cháu thấy để trên cây á cô, có lẽ là cháu cởi ra để đi tắm. Đúng rồi, chắc nó cởi cởi ra đó, còn có cái áo. Đây là bà nội của hai bé. Đây là bà nội của hai bé. Thì cô chia sẻ thì một đứa cháu trai thì cháu nội ruột, còn một đứa cháu gái là 10 tuổi là cháu họ thôi. Không, cháu gái là cháu ruột. Cháu gái là cháu ruột. Cháu trai mới là cháu họ. Cháu họ, đúng rồi.
nhưng mà nói họ chứ nó ở bên đây nhỏ lớn rồi. Dạ, cũng như là cháu ruột mình à. Có mấy tháng tới giờ luôn á. Dạ. Ở nhà chúng nuôi đó là chúng nuôi nó là hình như là mấy tháng mấy ba tháng gì đó. Dạ. Cô thì cô không ở nhà, cô đi làm biết là sống rồi. Ủa cô cho cháu hỏi giờ mẹ cô bé thì cô hay là cô hay tình này vậy đây. Bé trai hay bé gái nha? Hai bé luôn. Hai bé thì một mẹ bé gái thì có nghe, còn mẹ cái bé trai thì không có. Cô giáo cho. Có về cô mẹ có bé gái. Mẹ bé gái không có về đó. Ủa sao sao? Ở xa lắm. Cha mẹ đi làm xa hết. Nó không có về nhưng mà nó có điện về. Mẹ ăn phúc hay mẹ ăn phúc. Mẹ ăn phúc từ hồi nào tới giờ nó thật sự ra với cô là nó đẻ ra rồi nó quá vô tâm. Là luôn cả ba nó luôn, luôn cả cha nó luôn cũng cảm thấy vô tâm. Không bao giờ biết giờ. Tôi cũng không biết nữa. Và có đôi khi thì tôi hỏi nó chứ bộ mày thấy tao đi làm mướn nuôi con mày giỏi lắm hay gì mà mày bỏ đây cho tao vậy? Tôi có hỏi câu khó nghe đó nữa. Bé gái là tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Bé gái thì nó tên là Trần Thị Thiện Hiếu, năm nay nó 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Còn bé trai thì Nguyễn Hoàng Phúc, năm nay nó 9 tuổi. Dạ. Ủa rồi hai bé đi học giỏi không cô? Có đi học không? Có đi học, nó đang đi học, mấy cô nó đây nè. Cắt tiền đi cô ơi. Thì thật sự hoàn cảnh hai em này nó cũng có cái đáng thương nữa là do hai cha mẹ hai bên đều ly hôn hết. Rồi một người thì đã có chồng ở Trung Quốc, một người thì đi ra đâu cũng không biết tin. Rồi cha thì một người cha thì cũng đang đi chấp hành án. Rồi một người cha của đứa bé kia thì làm ăn xa. Cho nên là hoàn cảnh của hai cháu này nó rơi vào cái trường hợp vô cùng đặc biệt là đáng. Cái bé này thì nó được phước hơn thằng bé này. Dạ. Cái bé này nó còn có ba nó, lâu lâu ba nó còn thỉnh thoảng ba nó về thăm nó. Tuy là mang xa nhưng mà cũng còn về. Có về thăm nó. Dạ. Còn cái thằng này thì ba mẹ hoàn toàn là vô tâm. Dạ. Thì cô nhận nuôi từ khi mấy tháng tuổi tới bây giờ luôn, là mẹ cô nó cũng chẳng về thăm. Cô nuôi từ nhỏ tới giờ đó. Dạ. Rất là tội nghiệp, hoàn cảnh đáng thương. Là nói cái chung sự việc là một mình cô mà cô phải trên vai cô gồng rất mà rất nặng. Con thấy là có một còn một cái bé nhỏ chút xíu nữa là bé nhỏ chút xíu đó là cô cũng gánh nuôi luôn. Ủa là con của ai nữa cô? Cũng cháu của thằng con này luôn. Có anh chị em ruột gì với hai người đó này không cô? Đó là ruột với con bé gái đó nhỏ đó là ruột với chị em ruột. Dạ. Là ruột với con này. Bé nhỏ đó mấy tuổi rồi con? Tại vì nói chung ra là tôi không có nỡ để cháu tôi khổ. Cho nên là tôi phải đi làm thuê làm mướn để tôi nuôi cháu tôi. Chứ nếu tôi nghĩ gì bản thân tôi là tôi sẽ không có đi làm thuê. Đúng rồi. Bản thân tôi ăn có nhiêu đâu mà tôi phải ấy, nhưng mà đều sợ cháu mình nó khổ. Cô đi làm thuê là cô làm việc gì hả cô? Cô đi nuôi người bệnh. À nuôi người bệnh mà nuôi thuê phải không con? À đi nuôi thuê. À đi làm dịch vụ nuôi thuê. Rồi cái đó là một ngày là người ta trả cô tiền công là bao nhiêu tiền? Bây giờ cô già rồi, cô làm ở nhà người ta. Thì một ngày tiền rất rẻ là có 400 thôi. Còn nếu mà cô vô bệnh viện thì nó cao lắm. Nhưng mà công việc nó có thường xuyên không cô? Công việc thì không đều đâu. Tại vì cô làm ngày mà không làm tháng đâu. Tại vì cô làm ngày thì ai muốn thì cũng. Với lại á, là người bệnh thì có nhiều kiểu như là có đôi khi con người ta nuôi. Dạ, đúng người ta đâu có bán mình đâu, tiền mướn cao lắm mà. Dạ. Cho nên là con người ta nuôi thì khi nào người ta cần lắm người ta mới kêu mình. Đó, cho nên là cũng không đều lắm đâu nha, mình chắc chiêu. Dạ. Chắc chiêu lại để mình lo cho cháu mình. Cái lúc mà con của mình ở Đồng Tháp mới xuống hỗ trợ hồi nãy nghe chú chia sẻ đó, cô còn một mẹ chồng lớn tuổi nữa đúng không? Đúng rồi, bà qua cụ. Dạ, người bên cạnh đó là một 98 tuổi nữa, khờ nó là em của cô hay là chị hay là sao? Không có, cái đó là con. Con của con của cô là một người khờ nữa. Tức là tính hết tổng thành viên trong gia đình là 4 người lớn và đồng thời mấy đứa trẻ. Ba đứa trẻ nó là 7 đứa. Là 7 người trong thành viên gia đình mà một mình cô là người gánh vác. Cô đi làm thuê cho ta để lo cho trong số 7 người này. Đúng rồi. Áp lực đối với cô rất là lớn anh em. Tại vì con biết không, chú thì không đi làm được. Dạ.
còn mẹ ở nhà mẹ bệnh. Đúng rồi, chăm cháu nữa. À, rồi cháu nữa, rồi thành ra chú không thể đi làm được. Nếu mà chú mà đừng có mấy cái tình cảnh này á thì chú cũng phụ cô được. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là bỏ mẹ ở nhà cũng đâu được. Đúng rồi. Rồi cháu nhỏ bỏ đi cũng đâu được. Nếu bỏ thì nó không học hành gì được thì cũng ấy thôi, thà là chú đưa rước cháu đi học nữa. Thì ủa cô cho hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô lớn. Cô 68 tuổi. 68 tuổi cũng lớn rồi cô, mà cô gồng gánh hết gia đình. Con biết không, có đôi khi á là hai chân cô sưng hết trơn luôn. Cô bị bệnh sưng giò. Cô bị khớp, bị tràn dịch khớp rồi bị giãn tĩnh mạch nữa. Nhưng mà cô giấu chủ nhà, cô không dám cho chủ nhà biết là cô mà mấy cái chân của cô mà sưng như vậy để cô làm. Có đôi khi cô là cô dở chân không nổi luôn mà cô cũng phải giấu, cô phải gán. Cô cũng lo xa. Nếu như mình nói mình có bệnh người ta không mướn mình sao? Ý cô là vậy đúng không? Đúng rồi, không mướn là gia đình mình phải sống sao? Cái đó là nghe được. Con có biết không, cái nhà của cô đây là nhiều người hỗ trợ lắm. Chứ không phải là tự cô dựng nên cái nhà này đâu. Dạ. Nhưng mà tuổi cô vậy là tôi cháu cũng không phục lắm. Cũng gần 70 mà cô lo hết trong bên lại luôn. Cô cũng rất là chứ bây giờ cô không lo thì cháu của cô cũng đói. Rồi cha mẹ nó vậy rồi đi ra thì chúng đánh chúng đập nó. Rồi nó không học hành nữa rồi làm sao được con. Cho nên là cô phải dầu cô cỡ nào, dầu cô không nghị lực cô cũng phải tạo nghị lực. Chứ bây giờ cô không tạo ra thì đàn cháu của cô là khổ lắm luôn á. Rồi dạ, thì một lần nữa thì tụi cháu cũng thành thật chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nghe cô ha. Cô với chú cố gắng vượt qua nhiều. Bà nội trong nhà, bà nội 98 tuổi, bà nội cũng thương luôn. Dạ, cố gắng cô ơi. Như cô bà nội bao nhiêu? 98 tuổi. Ờ, gia đình nội cũng lớn ha. Dạ, bà nội đang bệnh ung thư. Bà nội còn minh mẫn không cô? Bà nội thì cái lúc mà bà nội không đau không đớn thì bà nội rất là minh mẫn. Còn khi mà bà nội đau rồi đây nè, có bé Công coi, chở bà nội đi cấp cứu đi hoài luôn vậy đó. Mà hôm nay là bà nội đứng dậy đi được là bà cô mừng lắm rồi đó. Ngày nào cô mừng ngày đó rồi đó. Mà một mình cô mà đi làm để nuôi tới 7 nhân khẩu ở trong gia đình trời, sao mà đủ được cô? Có gì đâu con, thì cũng gói ghém có gì ăn đó. Rồi cũng như là cái mấy người mà ta đem bầu bí đồ từ thiện về đó, người ta ghé theo ta cho. Thì chú ở nhà chú nấu như mày bạ nó, nhiều khi chú có mua chừng ký tép hay là cái gì vậy đó, rồi cái cô nấu cho nhà chú nấu ăn cái phần canh, rồi còn phần gì đó ví dụ mặn hay chút đỉnh nữa vậy thôi. Chứ còn nếu gọi là đồng lương của cô bấp bênh vậy mà cô sống mà như vậy thì cô sống làm sao? Đó. Rồi mình cũng phải tự tạo đời sống cho mình chứ. Chứ để chứ mình kêu cái gì, gào cái gì giờ. Thôi bây giờ mình còn ngày nào thì mình cứ việc cái ngày đó. Chứ sao giờ con? Nhưng mà cái cuộc sống của nhà mình nó khó khăn như vậy mà cô vẫn có thể cho hai bé đi học được hả cô? Nó không học nó khổ à con. Nó phải học mới được. Dạ đúng rồi. Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà bà vẫn cho hai đứa nhỏ đi học. Cái thằng bé trai này nè, cô nói thật với con nha, cô cho nó học 3 năm là nó không có giấy tờ nha. Cô gửi, cô năn nỉ trường này cô gửi, cô năn nỉ trường kia cô gửi. Tại vì ba mẹ nó vô tâm rồi, nếu mà cô không làm như vậy thì nó đâu có biết chữ con. Thì chừng nào đợi, chừng nào nó làm khai sinh. Rồi cô mới làm được cái khai sinh hồi năm ngoái cho nó đó. Cô nhờ người chạy kiếm người mà người ta thương cô, người ta làm cho nó đi học được. Chưa gì hết là nó đã chết rồi đó. Dạ. Cảm ơn thật. Thôi bé trai tên gì rồi cô? Bé trai tên Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ. Một bé tên Phúc, một bé tên Hiếu. Rất là xót xa luôn cả nhà. Nói nha, tội lắm con, bé Hiếu á, bé gái á. Bữa mà Tết cô về, cái mùng 3 cô còn bệnh, cái cô mới nói về, cô nói chàng ơi mùng 6 đi mà mùng 3 còn bệnh kiểu này đây rồi không biết làm sao mà nội. Cái nó nói với cô á, nội thấy cực quá, nội đừng mần nữa, nội thấy cực, nội đừng mần nữa. Đứt ruột hả con?
đau lắm con. Nghe người cháu nói vậy là cũng đau lòng lắm. Đau lắm luôn á. Nhưng mà nội cũng phải gắng làm thôi. Ngày hôm qua em về nè, hôm qua cô điện về trên trường á, cái cô giáo á, cô cho nó nghe điện, cái nói con ráng học đi bà nội nữa mua quần áo cho con. Dạ. Cái nó nói nội, nội mua một tép thôi, nội đừng mua nữa, con không cần nữa đâu nội. Trời ơi. Đau lắm con. Quá ngoan. Nghe mà xót xa. Mà mình muốn dụ cho cháu con đít thì nó ham đồ mới, nó ham bánh, mình dụ cho nó học. Nhưng mà cuối cùng là nó thấy mình, nó thương mình vậy mà giờ nó đi thật đau lắm các con ơi. Dạ, dạ. Rồi giờ cha mẹ của hai bé có về không con? Ba của con đó thì ngày mai về, còn cha mẹ thằng này thì thôi, cái số phận thằng này rất là tội. Là họ biết tin chưa con? Họ biết tin này chưa? Không biết, nó biết chưa, cô không biết nữa. Mà cô không có số điện thoại, mà có biết đi nữa cũng vậy, cũng đâu có là gì đâu, vô tâm lắm. Tại vì 9 năm nay là anh chị kia không có về đâu. Không, cô. Có, thằng cha nó có ở đây. Nhưng mà nó đi mua cái bánh mà nó còn cho con nó ăn, mà không chi cái gì. Trời đất ơi. Đâu mà dữ vậy trời. Nó mua cái bánh mà nó còn không cho ăn nè. Yeah. Nó đi ngang mà nó ôm đóng bánh vậy, nó đi ngang đi luôn, cái nó không cho thằng nhỏ. Cô nói con, các con đừng có nha, cô con đừng nghĩ bà già này kỳ cục nha. Dạ. Sùng quá kêu chửi. Dạ. Mày là thằng chó hay mày là thằng cha, mà con mày về mà mày quạt bọc bánh mày cũng không cho nữa. Dạ. Thằng nhỏ ngồi dòm theo vậy nè. Các cô nói thôi con đừng nghe nha, để bà nội cho con ăn. Dạ. Đau lắm thằng này nè, nói thiệt với con luôn. Trời ơi. Nỗi đau này với cô vô tận lắm con ơi. Yeah. Rất là vô tận lắm luôn á. Thà là nó sống đi, cô đi làm cô nuôi, chừng nào cô chết thì thôi. Yeah. Cô chết thì thôi, cô hết nuôi, mà bây giờ vậy nó đau lắm luôn, là đau con ơi, là con, các con ơi. Cô ráng gượng lắm con. Yeah. Cô gượng lắm luôn á. Cô cố gắng kìm nén bớt con, để mình lo cái hậu sự cho hai bé nó được chu toàn hơn ha. Tội nghiệp mấy cô giáo, thương tụi nó lắm, thương tình cảnh nó lắm. Yeah. Đây là thầy cô ở bên trường hả cô? Dạ, thầy cô bên trường nha, chào thầy. Dạ. Dạ. Đây là các cán bộ ở bên trường, thầy cô cũng như là các cán bộ ở bên trường tới để đưa tiễn hai bé về nơi an nghỉ cuối cùng cả nhà. Thì bên các đoàn thể cũng như bên trường thì cũng có quyên góp được số tiền để hỗ trợ gia đình ít vậy đó cả nhà. Thì cái số tiền này nhiều ít như thế nào thì anh em bốn cũng không tiện nói ra. Cảm ơn nhiều nha, nói cho bà xong gửi lời cảm ơn chị Ba nha. Nói tôi là bà chị biết hả? Dạ dạ. Cái lúc đó là nước nó dâng cao lắm hả cô? Nước nhiều, nước cái chiều nhiều, nước giờ này là nó cạn, một hồi nó lớn tới chiều là nó gần đầy cái sông rồi đó. Ừ. Dạ chắc là vậy cũng cao cỡ ngang ngực người lớn quá. Nhưng mà ông nội ông chị đó, ông không có cho ra sông đâu, ông không có cho ra chơi ngoài đường đâu, ông đóng cửa miết hà. Sao hai đứa té hiểu gì cô? Mà đây ông nói là nó sinh ổng xuống giọng nằm đó. Là hai cái giọng đó hả? Là hai giọng đó đó. Sao lộn dưới luôn. Rồi nó xuống đó là chắc có lẽ nó cũng sao lộn giọng mà đi xuống xuồng đó. Chắc có lẽ vậy đó. Mà bình thường hay ra ngoài chơi cho. Ít cho lắm. Ổng đóng cửa trước à. Ổng đâu có cho hai đứa ra ngoài, mấy đứa này ra ngoài. Ổng sợ nó ra đường rồi xe cổ người ta. Thành ra ổng không có cho, ổng đưa đi học xong rồi về nhà. Ở nhà đóng cửa vậy đó, ông không đóng suốt luôn á. Cô là mấy giờ là mới tiếp xúc với bé rồi? 5 giờ hả? 5 giờ thì nó, ổng vừa phát hiện thì chừng 5-10 phút chứ vậy. Là mấy đứa chơi, nhỏ. Mấy đứa chơi chung. Ba đứa. Nhưng mà cái con nhỏ nhỏ nó không xuống. To chưa buồn. Dạ, 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 cảm ơn cô nhiều. Cũng dạ. Dạ. Cảm ơn mấy cô nhiều. Dạ. Thì đó cả nhà, thì cái câu chuyện sơ bộ thì mọi người cũng có thể hiểu được rồi ha. Thì có nghĩa là trong nhà hiện tại thì có bà nội là người có thể tạo ra tiền được, có thể làm để kiếm thu nhập để nuôi cả gia đình cả nhà. Thì ở trong đó thì có ông nội thì cũng đau ốm bệnh tật nên ở nhà chăm mẹ già 98 tuổi và một người con bị bệnh khờ, kèm thêm đó là ba người cháu nữa cả nhà. Thì ba người cháu thì cha mẹ cũng bỏ đi tứ xứ hết các nơi rồi.
không có chăm lo gì hết cho con cho cái mình hết. Đó, thì cái sự việc xảy ra thì vào lúc khoảng 5 giờ chiều thì hai bé, là một bé tên là bé Hiếu là con gái khoảng 10 tuổi và một bé trai 9 tuổi tên là Phúc, thì có rủ nhau đi ra ngoài ở cái võng ở ngoài bờ kênh đây để nằm. Và sau đó không biết vì sao mà chơi như thế nào hay là xuống dưới cái vỏ lãi ở dưới đây thì bị trượt chân đồ hay như thế nào đó thì không có ai chứng kiến nên cũng không biết như thế nào. Thì hai bé cũng bị rớt xuống ở dưới đó và không qua khỏi. Hiện tại thì gia đình cũng đang rất là khó khăn. Hiện bây giờ là khoảng 1 giờ kém rồi. Khoảng 2 giờ là gia đình sẽ đưa di quan lên cả đó cả nhà. Thì bây giờ bố chị tóm tắt lại cái câu chuyện nó như thế thôi. Bây giờ bố sẽ đăng cái video này lên cho quý cô chú anh chị cùng xem. Sau đó là bố sẽ quay cái cảnh mà mình đi đưa tiễn những cái đoạn đường cuối cùng cho hai bé ha. Cũng mong cả nhà nếu mà hữu duyên xem được những cái video này thì cũng gửi một cái lời cầu chúc cho hương linh của hai bé sớm được siêu thoát về nơi thế giới cực lạc nha cả nhà. Bây giờ bố xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.